Hello các bạn, em xin mến chào các bạn trở lại kênh của em Quỳnh nha. Bây giờ em sẽ vẽ cái bông cho cô khách này nè các bạn. Mình sẽ vẽ cái màu trắng trước ha. Trên đây I do all different flower, ok. Trên đây thì mình vẽ cái cánh cho nó hơi khác khác một chút, cánh nó hơi nhâm nhâm đó các bạn. Rồi đây cũng vậy, mình vẽ xong hai cái rồi ha. Còn ở bên đây nữa, cái câu này cái bông của cổ, bông của cổ tới ba cái rồi. Rồi mình vẽ đây một nhánh nữa. Rồi các bạn thấy là xong ba cái bông rồi ha. Bây giờ em cũng để yên đó, em qua đây em vẽ ba cái tương tự giống vậy nè. Mình không nhất thiết phải vẽ những cái bông giống nhau nha các bạn, em vẽ cho nó hơi khác khác một tí. Cái mẫu của cổ cánh rồi bây giờ mình sẽ dây góc bên đây, cái bông này mình sẽ khác nè. Cái cánh này nó hơi bầu tròn ha. Rồi bây giờ em sẽ vẽ cái bông đây ha, cái bông bên hông. Rồi cũng ba cánh luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tô cái cánh lại cho nó. Cánh thì mình làm cho nó méo mó tí xíu cho nó đừng có đều quá. Rồi cánh này cũng vậy. Rồi. Rồi bây giờ mình đã xong, các bạn thấy không? Đơn giản là mình đã xong 6 cái bông này nha, hai ngón mà tới 6 cái hoa nè. À, bây giờ mình để vô sát cho các bạn coi đó, qua nó tương tự nhau thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ máy vô hơi keo nha các bạn, tại vì mình vẽ bằng màu keo mình sẽ cho hơi nha. Bên đây bỏ máy vô hơi à, các bạn để mình chút, bên đây mình cũng bỏ máy vô hơi luôn. Bây giờ mình sẽ dùng cái màu pigment nè, pigment color, cái màu này rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ dùng ba màu cho ba cái bông nha. Rồi bây giờ em sẽ lấy cái cây này nha các bạn, cây giống như cây nấm mốt à. Cái này mình mua Amazon nha. Rồi bây giờ em sẽ tha màu lên nha. I do the orange first. Này cô khách, là cái mẫu của cổ là tha không có bít hết cái cánh ha. Ta không có bít hết cái cánh màu màu trắng nha, chừa phía trên một khúc vậy đó các bạn. Đó, đó chừa miếng vậy đó. Là mẫu của khách nó như vậy nha. Rồi bây giờ em mình tới màu xanh cũng vậy luôn.
Đó, các bạn thấy không? Cái màu này nó lên nó rất là nổi luôn. Rồi các bạn thấy không? Em này cũng chờ một khúc giả cái trắng ra. Và bây giờ tới màu hầm nha. Màu hồng cũng vậy luôn. Mình cần chờ một cái chớm màu trắng không? Nó cái mẫu nó vậy. Rồi, các bạn thấy vậy là xong rồi đó. Đó. Rất là nổi luôn. Bây giờ em mình sẽ phủi phủi những cái nó dính ra. Rồi, rất là đơn giản nha. Xong một ngón bên đây. Bây giờ mình bỏ vô cho hơi đi, lát mình còn xử lý tiếp. Còn qua đây cũng vậy. Bây giờ mình đi màu cam. I change a different flower color, okay? Not the same. I change this one the orange. Okay. Đó, bây giờ em mình nói với cô cách là em mình đổi ở đây màu cam ở đây. Đổi vị trí chứ không có giống nhau nha đó. Rồi. Kế đến là mình sẽ đi màu xanh. Màu xanh ở đây. Mày đi cái bông này nha các bạn đó. Mày không có đi hết nha. Không có đi hết cái cánh hoa nha, mình đi chờ một miếng. Nếu mà đi hết cũng đẹp lắm các bạn. Nhưng mà tại cái mẫu của cổ đem lại là nó đi như vậy thì mình phải làm vậy. Rồi màu hồng nhiều của khách thì mình phải làm y theo mẫu với cổ yêu cầu ha. Màu hồng đây. Rồi bây giờ em mình đã xong rồi nè. Bây giờ mình quét ra ha. Rồi bây giờ mình bỏ cái này qua bên đi. Rồi, tới bên đây. Rồi bên đây thì còn có cô khách có sử dụng những cái màu này nè. Bây giờ em mình sẽ đi những cái đường line màu đen nha. Dài cái đó các bạn, cái mẫu của cổ thôi. Đó, bây giờ mình gạch dài cái line màu đen ra. Một trong cái nhị hoa vậy đó đó. Các bạn thấy không? Nó rất là cái nền đen nữa nên không có thấy rõ là như vậy. Rồi em mì. Rồi đây cũng vậy. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình gạch này một cam cũng vậy. Gạch một miếng ra. Đó. Can I add little bit silver sparkle there, okay? Yeah. I don't. Okay, where my silver sparkle? Hold on. Bạn bè em mình chút xíu nha. Mày lấy cái tay chút xíu ra. Somewhere. Tiếp các bạn đây. Trời ơi. Lần trước mắt mà đi tìm cho nó xa xa các bạn thông cảm nha. Làm cả ngày trời rồi giờ con mắt hơi bị quáng rồi. Đó, chấm kim tuyến ở đây một tí xíu. Ở đây một tí xíu. Rồi mình có cái bông rất rất là nổi luôn. Đảm bảo các bạn làm mấy cái màu treo không bao giờ nổi bằng cái này. Nó gọi là pigment nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình cho hơi bên đây. Rồi bây giờ qua bên đây mình cũng làm y như vậy luôn. Mình sẽ kéo dài cái lai đen mà kéo cho khéo, cho mịn, cho nhuyễn nha các bạn, đừng bị đóng cục nha. Rồi ở đây nè. Các bạn biết mấy cái mà dính ngoài tay thì không có sao, một lát em mì bỏ nước bấm lên rồi em mì cho em mì chùi bằng alcohol là sạch hết. Rồi bên đây cũng vậy, các bạn thấy cái mẫu rất là nổi không? Bây giờ các bạn biết mình làm nail là làm theo yêu cầu của khách hàng không? Bây giờ làm nail không phải như ngày xưa nữa các bạn, cứ vẽ rạch rạch, mình muốn vẽ cái gì mình vẽ. Rồi các bạn thấy là em
át một chút xíu cái màu đen lên thôi chứ không có để đóng cục nhiều quá. Rồi bây giờ mình bỏ tí xíu kinh tuyến vô nghe cái nhện ở đây. Đó, ba cái bông nha. Góc qua đây tí xíu thôi nó. Rồi góc qua đây cũng vậy tí xíu nha, cái này thôi. Rồi em mình cho hơi nha. Nó như vậy rồi em mình đã xong đó các bạn. Các bạn thấy rất là nổi luôn. Các bạn cứ mua làm thử đi, em mình bảo đảm với các bạn. Bây giờ em mình sẽ để hai cái ngón tay cho các bạn coi ở đây. Em mình quán đổi vị trí cái hoa ha. Đó, ba cái màu giống y như nhau rất là nổi luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em mình sẽ cho hơi. Cái giờ em mình sẽ bỏ nước bóng lên nha các bạn. Đó, sau khi bỏ nước bóng là mình đã hoàn thành xong cái bốn hai ngón vẽ cho cô khách này nha, hai ngón vẽ sáu cái bông đó nha. Các bạn thấy móng nhỏ nhưng mà em mình cũng cố gắng vẽ ba cái bông cho khách luôn. Rồi qua bên đây cũng vậy. Bây giờ mình bỏ nước bóng đi đó. Các bạn thấy cái dính sơn ngoài này đang lát mình chùi ra hết trơn à, cái khách đi rửa tay cũng ra nữa. Này có đụng miếng giấy đó, nó dính lông nè, nên mình phải kéo xuống. Rồi bây giờ mình cho hơi nha. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong rồi đó các bạn. Biết cái hộp này các bạn biết nó có rất là nhiều màu, các bạn lên order Amazon đi, nó có nguyên cái package cho mình lựa luôn, có mấy đồng một hộp thôi nha. Nó gọi là pigment color. Rồi bây giờ mình làm cái bước kế tiếp là mình lấy một miếng giấy ha. Mình bỏ vào một miếng alcohol nè các bạn, chứ không phải acetone nha. Acetone nó sẽ làm cho cái gel của mình á bị đục. Rồi bây giờ mình chùi những cái lem nè đó. Cái ngón này thì cũng không có lem nữa, mình tha khéo khéo thì nó không có lem. Rồi đã xong, rất là đơn giản, dễ làm luôn, rất là nổi luôn. Rồi bây giờ bên đây nè đó, em mình nói với các bạn, em mình chùi nó ra hết đó. Đó các bạn thấy nó ra sạch không đó, ra sạch sẽ hết. Mình làm hai cái ngón vẽ mà nó rất sạch sẽ trơn tru luôn các bạn thấy. Em mình để dưới cái bàn tay mình lên đây. Rồi bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.